Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng 10 đến 12% trong năm 2024. Trung Quốc tăng thu mua giá vải thiều Việt Nam cao gấp 3 lần năm ngoái. Giá lợn hơi tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, mang lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi. vị và các bạn, năm tháng năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 156,7 tỷ đô la Mỹ. Trong năm tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam với mức kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 44 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu sang EU ước đạt 20,7 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu sang Nhật Bản 9,4 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu sẽ tăng trưởng 10 đến 12% trong năm nay, thặng dư cán cân thương mại ở mức 21 đến 24 tỷ đô la Mỹ nguyên nhân là do thương mại toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm 2024 khi áp lực lạm phát dự kiến sẽ giảm, cho phép thu nhập thực tế tăng trở lại, đặc biệt là ở các nền kinh tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất. Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng với hoạt động thương mại. Đi kèm theo đó là các cải cách về chính sách thương mại và hải quan đã giúp nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Xuất khẩu tôm sang EU sau khi giảm trong tháng 2 và tháng 3 đã phục hồi tăng trở lại trong tháng 4 và tháng 5. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU đạt 165 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ tôm của thị trường EU trong quý đầu năm rất chậm do thị trường này ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh Nga Ukraina kéo dài. Đồng euro mất giá so đô la Mỹ, cước tàu tăng đột biến 60% do phải đi vòng. Trung Quốc gom container rỗng đề xuất vào Mỹ. Bên cạnh đó, Tôm Việt Nam sẽ phải cạnh tranh mạnh hơn với các nguồn cung đối thủ trên thị trường này như Ấn Độ, Ecuador do hai nguồn cung này gặp khó với mức thuế cao trên thị trường Mỹ nên sẽ giảm giá để tăng lượng xuất khẩu vào EU. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu nhập khẩu tôm của thị trường EU được nhận định sẽ tăng nhẹ. Đáng chú ý, nhu cầu nhập khẩu hàng giá trị gia tăng của thị trường này sẽ tăng trưởng tốt hơn các mặt hàng truyền thống vì tồn kho đã giảm nhiều. Dù còn áp lực trong ngắn hạn, nhưng tỷ giá vàng được dự báo sẽ dần đi vào ổn định trong thời gian tới nhất là khi giá vàng trong nước đang được kéo gần với thế giới. Chủ trương của ngân hàng nhà nước là tiếp tục thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, qua đó hạn chế nguồn vàng lậu chảy vào Việt Nam, góp phần ổn định tỷ giá trên thị trường tự do cũng như tỷ giá niêm yết chính thức tại các ngân hàng. Vì thế, tỷ giá được dự báo sẽ giảm dần vào cuối năm 2024. Các chuyên gia nhận định tỷ giá sẽ không vượt qua ngưỡng 26.000 đồng một đô la Mỹ bởi khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất Chính vì vậy, tỷ giá đô la Mỹ sẽ giảm giá ít nhất từ nay đến năm 2027 và chỉ số USD Index chủ yếu dao động quanh ngưỡng 95 đến 105 điểm mà không còn tăng cao hơn nữa. Lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ cũng được dự báo sẽ giảm xuống mức 2,75 đến 3% một năm trong 3 năm tới. Vài thiều ở các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương đang được các thương lái thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc với giá từ 75 đến 90.000 đồng một kg, cao gấp 3 lần so với năm ngoái đây được xem là mức cao kỷ lục nhiều năm trở lại đây. Theo thống kê, chỉ riêng trong tháng 5, cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu và Nam Trung Quốc đã giám sát kiểm tra gần 7.000 tấn vải thiều nhập khẩu từ Việt Nam, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vải thiều năm nay lên mức cao kỷ lục do sản lượng thấp, Trung Quốc tăng mua và xuất khẩu sang các thị trường cao cấp khác duy trì tốt. Theo Cổng Thông tin Điện tử Vân Nam Trung Quốc, do khác biệt về khí hậu, mùa vải thiều Việt Nam thường chín sớm hơn Trung Quốc gần một tháng. Chính vì vậy, tháng 5, tháng 6 là thời điểm các doanh nghiệp trái cây nước này tăng nhập khẩu vải thiều Việt Nam. Bên cạnh đó, năm nay, sản lượng vải thiều ở Quảng Tây và Quảng Đông, những vùng sản xuất vải thiều chính ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên năng suất thấp. Giá tiêu những ngày gần đây tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng cực mạnh, giao dịch quanh mốc 168.000 đồng 1 kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 170.000 đồng 1 kg. Mặc dù biến động thất thường nhưng xu hướng giá tiêu vẫn sẽ tăng do chi phí vận tải biển đang tăng vọt. Sự tăng này không chỉ ảnh hưởng đến giá hồ tiêu mà còn đến cả cà phê và các mặt hàng xuất khẩu khác từ Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cũng đã thông báo về những khó khăn mà các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đang phải đối mặt khi khó có thể mua được hàng và chi phí vận tải tăng cao. Tính bình quân 5 tháng đầu năm 2024, Giá xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam đạt 4.197 đô la Mỹ một tấn, tiêu trắng đạt 5.804 đô la Mỹ một tấn, tăng lần lượt là 754 đô la Mỹ và 849 đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2003. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 30.466 tấn, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu khác cũng tăng mạnh là Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Italia, Nga. Theo đánh giá, sản lượng tiêu của Việt Nam năm 2024 ước giảm 10% so với năm 2023, chỉ còn khoảng 170.000 tấn. Đây là mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi đang trên đà tăng mạnh, chạm mốc 71.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương Tại Thanh Hóa, giá lợn hơi thời gian gần đây duy trì ở mức 65 đến 69 000 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người chăn nuôi. Sau một thời gian dài trầm lắng, năm 2024, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cao. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi cũng đã giảm từ 10 đến 20% so với năm ngoái. Theo tính toán của các hộ nuôi, với giá cả như hiện nay, trừ mọi chi phí, trung bình một con lợn cho thu lãi từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Nhà tôi cũng có một là cái trang trại về chăn nuôi cái tổng hàng năm ấy là nhà tôi cũng có được là hai lần gọi là xuất lợn bán lợn thịt trừ chi phí đi thì cũng lãi được 1 triệu hơn một triệu con người dân chúng tôi cũng rất là mong muốn duy trì được cái giá lợn như cái mức như thế này để tăng thu nhập được cho người dân chăn nuôi và sản xuất. Nhà tôi thì cũng chăn nuôi lợn lâu năm rồi. Ừ, trong thời có những thời điểm là dịch bệnh này rồi khó khăn rồi, rồi giá cả xuống thấp thì bà con với là gia đình thì là uh, cũng thua lỗ rồi cũng buồn nhưng mà dạo này thì giá lợn đã lên cao thì người dân là cũng vui vô cùng phấn khởi trừ đầu tư đi rồi con giống đi thì gia đình cũng có thể là thu đến được một triệu một con gia đình thì đang cố gắng là duy trì đàn lợn và cũng cố gắng là phòng chống dịch bệnh với là tiêm phòng vaccine đầy đủ ngay từ giai đoạn đầu cho con giống cho con lợn nguyên nhân đẩy giá lợn hơi tăng cao xuất phát từ nguồn cung giảm do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu phi và kiểm soát tốt lợn nhập lậu thực tế từ đầu năm 2024 đến nay Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước khiến nhiều hộ chăn nuôi trang trại lợn đã giảm số lượng đàn nuôi. Mặt khác, năm 2023, giá lợn hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài. Người chăn nuôi thua lỗ nên đã hạn chế tái đàn, dẫn đến sản lượng xuất chuồng giảm nhiều. Tuy giá lợn hơi tăng cao nhưng ngành chức năng liên quan khuyến cáo người chăn nuôi cần theo dõi tín hiệu từ thị trường, không giữ lợn đến tuổi xuất chuồng chờ giá cao hơn bởi dễ rủi ro. Chú trọng phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Đối với chăn nuôi trên địa bàn huyện, ngoài các cái trang trại lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thì đối với chăn nuôi nông hộ thì cũng khuyến cáo bà con là trước thực trạng là giá thì nó cũng chưa ổn định lắm. Nhưng thời điểm này giá cũng đang đảm bảo cho bà con phát triển chăn nuôi, nhưng cũng khuyến cáo bà con là không phát triển ồ ạt chạy theo cơ chế thị trường và phát triển theo tính bền vững và trên địa bàn huyện. Huyện cũng đã chỉ đạo đến tất cả các hộ gia đình các trang trại ra dại làm tốt công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh, tiêm phòng, chấp hành tiêm phòng đầy đủ và vệ sinh môi trường thường xuyên trong công tác phòng chống dịch bệnh và khuyến cáo bà con nhân dân khi du nhập nguồn giống và các nguồn lợn ở ngoài địa phương phải được kiểm soát và nơi có nguồn gốc rõ ràng. Với cái giá cả của lợn hiện như hiện nay thì cũng mang lại cái lợi nhuận rất là đáng kể cho các hộ chăn nuôi. Điều đó cũng góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế cho hộ gia đình cũng như là cho địa phương thì đối với uh, cái giá lợn như thế này thì hiện nay thì nhân dân trong xã cũng đang tích cực là tái đàn và chăn nuôi nhiều hơn cho uh, trong trong những cái năm tiếp theo. Thanh Hóa hiện vẫn duy trì tổng đàn lợn trên 1,3 triệu con, sấp xỉ so với cùng kỳ mọi năm. Theo các chuyên gia, giá lợn hơi sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới bởi khả năng sẽ có một lượng đáng kể nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp đang tích cực tái đàn Dự kiến cuối năm sẽ bổ sung vào nguồn cung. Vì thế, giá lợn hơi sẽ khó tăng đột biến thêm. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.